Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Cuộc sống hiện tại của diễn viên Kim Tiến, bao năm không chồng cũng chẳng sao. Mới ngoài 30 và từng qua một lần đò, diễn viên Kim Tiến không áp lực, phải sớm tái hôn. Hơn chục năm làm mẹ đơn thân, cô sợ giờ đi bước nữa lại phải đối diện cảnh con chung con riêng. Điều gì khiến chị bối rối? Khi con gái bước vào tuổi dậy thì, tôi thấy làm mẹ bây giờ khó hơn khi con còn bé nhiều lắm. Khi con còn bé, tôi nói gì con cũng nghe. Nhưng giờ thì không, tôi không biết những xu hướng của tuổi teen bây giờ. Áp dụng cách nghĩ của mình ngày xưa là không phù hợp. Cách đây vài năm, con thậm chí còn sợ gặp tôi vì nghĩ mẹ không hiểu mình. Giai đoạn căng thẳng nhất của hai mẹ con chị diễn ra thế nào? Vì tự tin mình luôn đúng và cho rằng một đứa trẻ con làm sao có suy nghĩ giống mình được. Tôi hay có xu hướng áp đảo và thậm chí còn áp đặt con. Tuy nhiên điều đó khiến cho con cảm thấy bất công và nghĩ chẳng nên nói ra làm gì. Con nghĩ rằng nói gì cũng sẽ bị la, hoặc bị phán xét nên tốt nhất là im lặng. Suốt thời gian dài con đóng cửa tâm hồn, hoàn toàn không muốn chia sẻ với mẹ. Tôi bối rối bế tắc và thậm chí còn khóc vì con không chịu nói chuyện với mình. Khi đó tôi thấy mình chẳng khác nào một kẻ thất bại vì đã dành tất cả những gì tốt nhất cho bé, nhưng cuối cùng lại bị con ghét bỏ. Lúc ấy tôi cũng thấm thía vai trò quan trọng của một gia đình đầy đủ. Nếu mẹ và con gái xung đột thì còn có ba đứng ở giữa để phân tích, giảng hòa. Chỉ làm thế nào để giải quyết tảng băng giữa mình và con khi đó? Sau thời gian căng thẳng, tôi nhận ra mình phải là một người bạn thực sự của con, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ chứ không vội phán xét. Các bạn tuổi teen rất ngại chia sẻ vì sợ bố mẹ áp đặt. Vừa mở miệng ra đã bị nói con như vậy là sai rồi. Đó cũng là lý do con chọn gắn bó với điện thoại iPad, máy tính rồi sống trong thế giới của mình. Từ chỗ không hài lòng, tôi học cách dung hòa và tập làm quen với điều đó. Khi nghe con chia sẻ điều gì mình thấy không đúng, tôi cũng không vội chỉ trích mà phải tự nhủ với bản thân rằng mình đang làm bạn, chỉ phân tích như những người bạn với nhau. Thấy con gật gù khi lắng nghe, tôi biết mình đã chọn đúng cách để giao tiếp với con. Không chỉ lắng nghe, tôi còn sẵn sàng hỗ trợ con khi cần. Chị thấy đâu là điều khó khăn nhất khi làm mẹ đơn thân? Tôi có con gái từ khi mới ngoài 20 và giờ bé đã 14 tuổi. Con giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân, từ đó trở thành một tấm gương. Điều khó khăn nhất của một single mom không phải là kinh tế đâu, mà là thời gian dành cho con và đối diện với những thử thách trong việc giáo dục tâm lý cho bé. Một đứa trẻ khi sinh ra có đủ ba và mẹ vẫn tốt hơn vì có những chuyện chị nói được với ba, nhưng cũng có những chuyện chị nói được với mẹ. Tôi từng cảm thấy có lỗi vì không giữ cho con một gia đình đầy đủ. Cảm giác ấy chính là động lực khiến cho tôi phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, từ đó có thể dành cho con những điều tốt nhất. Chị và chồng cũ kết hợp thế nào trong việc nuôi dạy bé Ngọc Khánh? Tôi và chồng cũ ly hôn vì quan điểm tư duy trái ngược nhau. Tôi không muốn con bối rối vì hôm nay mẹ dạy thế này, nhưng ngày mai bố lại dạy thế kia. Không biết thế nào là đúng, vì vậy chúng tôi thống nhất con chị theo nguyên tắc và nếp sống mà tôi đưa ra. Luôn đề cao vai trò của một gia đình đầy đủ với sự phát triển của một đứa trẻ. Nhưng tại sao chị lại không tìm một bến đỗ mới trong từng ấy năm làm mẹ đơn thân? Một đứa trẻ phải chứng kiến ba mẹ hay các thành viên trong gia đình xảy ra tranh cãi chắc chắn sẽ gặp những vấn đề bất ổn về tâm lý. Tôi sẽ chỉ để con sống chung một mái nhà với người đàn ông khiến cho mình thấy thực sự tin tưởng, có thể chắc chắn rằng sẽ không xảy ra cãi vã. Vấn đề con chung con riêng cũng là điều khiến cho tôi phải suy nghĩ. Đã có lỗi trong việc không giữ được cho con một gia đình đầy đủ, tôi không muốn có lỗi hơn nếu để cho con chịu ảnh hưởng tâm lý chỉ vì hạnh phúc riêng của mình. Tuổi tác chưa bao giờ là điều thôi thúc tôi tìm người để kết hôn. Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua không có cũng chẳng sao, quan trọng là phải chọn đúng người. Tôi sợ ly hôn, nếu chọn rồi lại phải ly hôn lần nữa thì mệt lắm. Ám ảnh từ cuộc hôn nhân đầu tiên tác động thế nào đến suy nghĩ của chị? Tôi vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân, chứ không phải là con chim sợ cành cong. Tôi giờ chững chạc trải nghiệm nhiều rồi, nên chỉ muốn ở bên người đàn ông mang đến cho mình cảm xúc, cảm thấy sẵn sàng hy sinh vì nhau. Tôi tin vào nhân duyên và sự sắp đặt của Thượng Đế. Biết đâu có thể sang năm, nhưng biết đâu cũng có thể khi hết dịch Covid-19, hoặc ngày mai người ấy sẽ xuất hiện thì sao? Tôi không đi tìm và cũng chẳng nhờ bạn bè mai mối, cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đã có lúc tôi mở lòng, nhưng mới ở giai đoạn tìm hiểu thôi. Với một nghệ sĩ, chuyện kết hôn hay ly hôn đều là điều khiến cho khán giả quan tâm. Tôi không muốn mọi người mệt khi thấy tôi tháng này yêu thương đắm đuối, nhưng tháng sau lại chia tay. Nếu một ngày nào đó khán giả biết về chuyện tình yêu của Kim Tiến, thì có lẽ sẽ chỉ là tin về đám cưới mà thôi, dù tôi không biết ngày đó sẽ là bao giờ. Tôi tin rằng người đàn ông khiến mình kết hôn một lần nữa sẽ có sự chắc chắn về mọi mặt. Con gái nói gì về chuyện tình cảm của chị?
Ngọc Khánh từng không thích mẹ có bạn trai vì không muốn san sẻ mẹ cho người khác. Nhưng đó là chuyện từ cách đây nhiều năm rồi. Tôi dạy con nếu yêu thương một ai nghĩa là mong cho người ta hạnh phúc và làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người ta. Mẹ sẽ ủng hộ tất cả những điều khiến con hạnh phúc. Sau khi hiểu điều đó, con luôn nói rằng chỉ cần mẹ vui là được. Cũng là mẹ đơn thân, chị đồng cảm điều gì với nhân vật Kavi của mình trong phim? Đố ba biết mẹ đang nghĩ gì. Kavi, thụ tinh nhân tạo ở thời điểm còn khá trẻ, để được làm mẹ và tự tin rằng mình có thể làm tốt mọi chuyện. Tôi nghĩ một đứa trẻ sinh ra có đủ cả ba lẫn mẹ vẫn tốt hơn rất nhiều, không chỉ về điều kiện vật chất mà còn nhiều yếu tố khác. Phụ nữ bây giờ rất bản lĩnh, có thể thoải mái làm mẹ đơn thân mà không cần trông chờ một chỗ dựa kinh tế. Tuy nhiên phụ nữ thành đạt thường cần nhiều thời gian cho công việc, trong khi con trẻ lại luôn cần mẹ bên cạnh. Giai đoạn hình thành tính cách của con trẻ, không ai quan trọng bằng bố mẹ. Tôi nghĩ phụ nữ khi quá độ tuổi sinh sản mà chưa gặp được người đàn ông phù hợp và khao khát có một đứa con thì có thể làm theo cách của Kavi. Nếu vẫn còn trẻ, chị em hãy cứ tận hưởng cuộc sống chờ đợi người thực sự phù hợp với mình và có con theo cách tự nhiên nhất. Chứ đừng như Kavi, sau khi thụ tinh nhân tạo ở độ tuổi rất trẻ, cô ấy tiếp tục phạm sai lầm khi nghe lời bố mẹ, kết hôn với một người đàn ông mình không yêu để làm bình phong. Từ khi bắt đầu, họ đã định sẵn thời hạn của cuộc hôn nhân là 6 năm. Nếu như có thể gặp được người đàn ông thực sự phù hợp với mình trong thời gian đó, thì cô ấy cũng chẳng thể tiến tới.